Xin chào mọi người, hôm nay là ngày 25 tháng 11 năm 2018. Chào mừng mọi người đến lại đương nhân số 8 của Carrie's Home. Nội dung tụi mình đem đến hôm nay đó là Tự Khải được các chú công an để mắt, hay còn có cái tên khác là Lịch sử đi tới không thể xóa nhà của Vương Tuấn Khải. Được rồi, chúng ta vào nội dung chính thôi. Vương Tuấn Khải của chúng ta thường được các chú công an để mắt tới. Đến hiện tại đã có trên 5 trường hợp dùng để làm tài liệu giáo dục công chúng. Mọi người có biết là những trường hợp nào không? Mình cùng nhau tìm hiểu nha. Let's go. Vương Tuấn Khải úp một bài đăng thú vị trên Weibo, kèm hai tấm hình ngồi trên xe được chơi, viết rằng: em thừa nhận, em chân dài, em trưởng thành rồi. Còn không phải sao, cao như thế rồi còn ngồi trong xe đồ chơi, ngồi thế nào cho lọt được chứ. Tiểu Khải năm đó chỉ là muốn đùa một chút thôi, thế nhưng đã bị các chú công an nhìn trúng. Weibo chính của Bộ Công an đã share bài đăng của Tiểu Khải cùng nội dung: dựa theo luật an toàn giao thông, đủ 18 tuổi sẽ có thể đăng ký xe hơi loại nhỏ bằng lái xe. Bạn học Vương Tuấn Khải, hình như em vẫn còn 1.5 năm nữa nhỉ, ráng nhịn vậy, chờ em. Lúc đó Tiểu Khải vẫn chưa tròn 18 tuổi, nhưng các chú công an đã mong chờ Tiểu Khải lấy được bằng lái xe rồi. Sau khi tròn 18 tuổi, Tiểu Khải tranh thủ thời gian thi bằng lái. Lúc phòng làm việc up video Tiểu Khải lần đầu lái xe lên Weibo, từ nét mặt đều có thể nhìn ra cậu Khải vui cỡ nào. Còn vừa lái xe vừa truyền thụ lại cho mọi người phương pháp lái xe đúng đắn khi điều khiển trên đường, vừa ấm áp vừa xoáy ngầu dã man. Từ đó về sau, Phan Hâm Mộ bắt gặp rất nhiều lần cậu Khải lái xe đi làm và trở về. Ngày sốt cư dân mạng ai cũng muốn được ngồi ghế phụ của Vương Tuấn Khải, thế nhưng vị trí đó đã bị Tiểu Mã Ca chiếm dụng rồi. Cơ mà Tiểu Mã Ca à, sao dòng chữ chỗ ngồi riêng của Tiểu Mã Ca lại bé như thế, là anh chột dạ rồi sao hả? Lúc này chú công an lại lần nữa chú ý tới Tiểu Khải. Dựa vào những tình huống cần chú ý trong video mà Tiểu Khải nói, tiện thể nhắc nhở mọi người cũng chú ý. Hơn nữa còn trọng tâm nhắc đến Vương Tuấn Khải đánh bánh lái, còn chủ đề này phổ cập một chút thế nào mới là cách thức đánh bánh lái chính xác. Trong thời gian quay phim Thiên Thanh Ân Liệt, trong khi buồn chán chờ quay, trong tổ phim vừa hay có một xe thăng bằng, thế là Tiểu Khải liền leo lên trải nghiệm chiếc xe này trên nền đất tuyết. Mới đầu Tiểu Khải chơi khá ổn, lúc sau xoay n vòng thì ngã chỏng vó mất rồi. Dựa vào video mà phòng làm việc của Khải up trên Weibo này, đài truyền hình nào đó liền lấy dùng làm video tài liệu. Thế là cảnh tượng Tiểu Khải chơi xe thăng bằng bị ngã đã lên sóng truyền hình, trở thành một trường hợp giáo dục cho sự an toàn. Chắc Tiểu Khải cũng không ngờ rằng bản thân trở thành tài liệu tin tức giáo dục cho các bạn nhỏ khi chơi xe thăng bằng đâu nhỉ. Bonjour. Ở Trung Hoa, Phan Hâm Mộ vô ý phát hiện các khóa xe phức hệ của Vương Tuấn Khải. Trong hình, cậu dừng xe bên đường, khóa xe nhẹ nhàng vào cột đường bên cạnh. Sau đó liền yên tâm bước vào cửa hàng mua đồ. Cậu Khải khóa từ phía trong tay thẳng vào cây cột. Thoạt nhìn thì thấy, cũng chắc chắn đấy. Nhưng càng nhìn càng thấy sai sai. Kẻ muốn trộm xe chẳng phải chỉ cần nhấc xe lên là xong rồi sao? Đã vậy, cậu Khải còn để luôn tiền trong giỏ xe. Cậu cũng quá tin tưởng độ an toàn của nơi đó rồi. Thích khóa xe này liền nhanh chóng leo lên từ khóa hot tìm kiếm. Phan Anh Khải liền có những comment hết sức thú vị như: Vương Tuấn Khải khóa thế này hoàn toàn khóa chặt tim tôi. Tướng tướng, tin có người đều tốt cả. Khóa xe chỉ là cho có hình thức thôi. Nhìn đi, ngay cả khóa xe cũng là hình dạng bắn tim. Tiểu Khải trong một lần phỏng vấn cũng đã hồi đáp về cách khóa xe của mình. Đâu, phần xứng chào quên nhìn số, nhìn sư phải ý chỉ lại, đâu sư phó xì sổ chờ. Chuyện này đâu dễ dàng hạ nhiệt được. Các chú công an một lần nữa lại chú ý đến. Các chú nhân sự việc này mà đăng bài với nội dung: hãy chú ý phòng trộm cắp, khóa xe kiểu Vương Tuấn Khải, bạn đã từng như thế chưa? Rồi sau đó còn đăng một video hướng dẫn phòng trộm xe, bảo vệ tài sản như thế nào. Thật là Khải Khải vào một đêm nọ mấy hôm trước đi ăn không cẩn thận bị hóc xương cá, liền nhập viện để lấy xương ra, không may bị người qua đường gặp phải, còn xin chữ ký. Sự việc khiến toàn dân quan tâm. Thân là một chú mèo con, nay gặp phải tình cảnh đáng thương này, để vậy còn lên luôn hết sốt cả một ngày trời. Thật là vừa đáng thương lại vừa buồn cười. Ủa, anh Khải cũng có mặt mũi mà, đi nói sao đây anh ơi, thương quá. Ấy vậy mà Phan Trung phản ứng thế này đây: còn tôi không cần mặt mũi nữa hay sao? Anh đã là một chú mèo trưởng thành rồi, anh nên học cách tự mình nâng cá đi. Xót cho Tiểu Khải một phút, đứa trẻ này cũng quá đáng yêu rồi. Chăm sóc tốt cho bản thân nhé. Cả Phan Việt cũng không thua gì. Hóa ra mèo ăn cá cũng hấp xương. Biết là không nên cười, có một buồn cười thật sự. Mình thả ha ha không nhỉ? Đương nhiên nhìn thấy tin này,
các trang mạng cũng mượn cơ hội này để phổ cập kiến thức các phương pháp giải quyết chính xác sau khi bị hóc xương cá. Xem ra nhờ Tuyển Khải, có kha khá người đã biết được sau khi bị hóc xương cá thì nên xử lý thế nào rồi. Sau 5 lần trên, vẫn mong Tuyển Khải sau này cẩn thận hơn một chút. Cảm giác bị công an chú ý thì không ổn lắm đâu. Lời cuối, các chú có thể giữ lại một chút mặt mũi cho Khải Khải không vậy? Tin nhân kỳ này của Carrie Song đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã vây xem. Hẹn gặp lại ở kỳ sau nhé. Bye bye.